Xin chào anh em đã quay trở lại với K9 nha. Được rồi, video ngày hôm nay của chúng ta... Từ từ đã. Vâng, xin được chúc mừng mình, tự chúc mừng mình là kênh của mình đã đạt 6.000 lượt đăng ký. Đây là một cái dấu mốc mới và mình mong rằng cái dấu mốc này nó sẽ tiến tới. Đó là con số 10.000, một con số mà mình rất là mong ước khi mà mình bắt đầu làm cái kênh này. Đấy, vì vậy anh em đừng quên để lại một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ kênh giúp mình nhé. Đấy, đó là một động lực rất là lớn để mình có thể phát triển thêm. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều. Được rồi, video ngày hôm nay của chúng ta vẫn chưa bắt đầu luôn, mà thay vào đấy mình muốn anh em có một cái như thế này này. Mình cũng có một rất là nhiều loạt video, nhiều nội dung rồi. Rất là nhiều loạt video và nội dung mà mình đã tạo ra. Vì thế mình muốn tạo thêm một loạt video nữa. Tất nhiên loạt video này nó sẽ không phải thường xuyên đâu, mà là sẽ tổng hợp rất là nhiều, dài và lâu. Và mình sẽ làm gọi là một khoảng thời gian thì mới ra mắt một cái. Bởi vì nó tổng hợp rất là nhiều. Đó chính là nội dung mới Quick and Answer, có nghĩa là hỏi và đáp anh em ạ. Nó ngắn gọn là hỏi đáp. Đấy, thì bắt đầu từ video này, ngay từ video này nhá, chúng ta hãy, anh em, hãy bình luận, hãy hỏi mình bất cứ những cái gì liên quan đến World of Tank và liên quan đến mình, trừ thông tin cá nhân của mình ra, anh em nhá. Anh em thể những câu hỏi liên quan với mình như sau, là xử như là vì sao mình chơi World of Tank chẳng hạn, hoặc là chiếc xe nào mình thích nhất, hoặc là mình bắn sở trường nào là của mình, hoặc là bắt bản đồ nào là mình thích nhất, hoặc là điều gì làm mình ghét trong World of Tank. Đó là những thứ liên quan đến mình. Còn những thứ liên quan đến World of Tank có nghĩa là chiếc xe nào bây giờ đang hot nhất chẳng hạn, hoặc là mình lên bắn chiếc xe nào là ổn áp, hay là cái đấy thì hơi cá nhân một chút, anh em phải hỏi kỹ ra một chút là mình hợp phong cách này thì mình sẽ bắn như thế này, thì mong rằng bạn có thể đề xuất mình một chiếc xe nào đó chẳng hạn, hoặc là anh em nói rằng chiến thuật này ở map này cần áp dụng những cái gì thì hỏi mình. Nói chung là hỏi bất cứ những cái gì liên quan đến mình và đến World of Tank, trừ những thông tin cá nhân của mình ra. Đấy, được chưa, anh em hiểu ý mình chứ? Đó, thì sau những cái câu hỏi đấy, sau những cái lần anh em bình luận như vậy, mình sẽ bắt đầu chụp lại nhá, sẽ bắt đầu ghi lại và thống kê lại những cái câu hỏi hay mà anh em đặt ra cho mình, và có vẻ sẽ áp dụng được nhá, sẽ áp dụng được dành cho các anh em khác, gọi là chia sẻ cái kinh nghiệm thôi. Đấy, mình biết thôi nhá, trong tầm của mình thôi nhá anh em, chứ không phải là lúc nào mình biết đâu. Đấy, ok, anh em hiểu ý mình chứ? Được rồi, có thể là cứ một tháng, hoặc là một tháng mình ra một video tổng kết đấy cũng được, một video hỏi và đáp Quick and Answer, Q&A ấy, đấy, kiểu như vậy. Được rồi, quay trở lại với video ngày hôm nay của chúng ta, đó là chính là chiếc T28EF30. Chắc chắn rằng nhiều anh em cũng không biết sự tồn tại của chiếc xe này, hoặc là cũng rất là ít gặp, hoặc có khi anh em chưa gặp bao giờ. Vì sao lại như thế? Với chiếc T28 trong sơ đồ công nghệ thì chúng ta biết rồi, quá quen thuộc với anh em rồi. Đấy, thì chiếc xe T28 là hiện tại đang là cấp 4 à? Chiếc xe cấp 4 đúng không? Thì chiếc xe này cũng thế, cũng cấp 4, nhưng tên của nó khác một chút, đó chính là chiếc F30. Cái ký hiệu F30 ở sau tên của nó chính là khẩu pháo mà nó đang mang, anh em ạ. Đó chính là khẩu pháo mà nó đang mang. Đấy, anh em sẽ tự hỏi rằng F30 là khẩu pháo nào? Chúng ta có quen không? Có, anh em quen đấy. Đây là khẩu pháo có cỡ nòng 85mm nhá, 85mm, sát thương trung bình 160, độ xuyên trung bình 120mm. Đây là con số của đạn thường, và đạn vàng là độ xuyên 161mm. Wow. Và đạn nổ của chúng ta thì có sát thương 280, độ xuyên trung bình 43. Được rồi, anh em nghĩ sao? Cái con số này rất là quen thuộc với chúng ta, 160. Vâng, đó chính là khẩu pháo lắp trên KV-1 anh em ạ. Cỡ nòng khẩu pháo lắp trên KV-1, hoặc là chiếc T-34-85M. Tất nhiên thông số đạn có thể sẽ khác một chút, hoặc là độ xuyên, hoặc là độ tốc độ đạn bay như thế này nó có thể khác một chút, nhưng thời gian lắp đạn của khẩu pháo này, nếu mà cái đồ mình đang mang nhá, là mình mang thông nòng xoay trở và kính thì phải, mình nhớ như thế, và mình cắn thêm nắp, thì chiếc xe này loát khoảng 5 giây anh em nhá, khoảng đâu đó trên dưới 5 giây cho một viên 160, mà này còn ở cấp 4. Anh em hiểu mình chứ?
Ở cấp 4 bây giờ cái số máu cũng đã tăng lên rồi, thì đâu đó sẽ dao động khoảng 500 đến từ 400 cho đến 500 máu. Nhưng mà chiếc xe này có một cái số máu là 630, đó là mình mang chiếc xe này là cái nút búp máu anh em nhé, thì mới lên được số máu là 630. Một phát đạn vào chiếc Su-76GFT, anh ta cũng đã bay màu luôn, và mình soi thấy anh ta anh em nhé. Đấy, với một cái sát thương như vậy, với một độ lẩy đam như thế này, hoàn toàn chúng ta có thể gây ra một thiệt hại từ 160 cho đến 180 hoặc có thể đến 200 nếu lẩy đam tốt nhé, trên chiếc xe này bắn vào những chiếc xe cấp 4, cấp 5. Đấy, và mình cũng không ngại đâu nhá, mình cũng không ngại cầm chiếc xe này có thể solo được với một vài chiếc xe cấp 5 khác nếu mà số máu của họ mà ngang bằng với mình. Đấy, mình hoàn toàn có thể nhé, có thể. Đấy, chiếc xe này thực sự nhá, mình vào tay mình nhá, mình nói thẳng với anh em luôn là chiếc xe này broken vãi. Nếu mà nó đang ở một phòng nó là top nhá, nó gặp cấp 3, ở phòng cấp 4 còn gặp cấp 3 thì chắc chắn rằng anh em sẽ làm gọi rất là nhiều kẻ địch với khẩu pháo này. Nhưng nếu chúng ta đang ở phòng cấp 6 chẳng hạn, như phòng này mình cầm cấp 4 vào gặp cấp 6 ấy, thì khá là bất lợi cho mình, nên là mình phải bắn xa. Và tất nhiên khẩu pháo này không phải là cái gì gọi là gì nhỉ, kinh khủng trên chiếc xe này anh em nhé, không phải là kinh khủng, không phải là quá là nổi trội, bởi vì chúng ta phải cân bằng game. Gaming đã ném cho cái độ phân tán và độ tốc độ ngắm của chiếc xe này khá là kém anh em nhé, khá là kém, vì thế mà chúng ta cần phải ngắm kỹ trên chiếc xe này. Đấy rồi, như anh em thấy thì chiếc STBZ2 rồi, một phát đạn vào chiếc ST khá là chuẩn. Thực sự thì trong trận đấu này cũng khá là gọi là gì nhỉ, có lợi cho đội mình khi mà mình tiêu diệt, mình đứng một cái bụi khá là quen thuộc với chúng ta, đó chính là bụi C1 mà mình cũng từng nói trong nhiều video rồi. Đấy, thì trận đấu này cũng nhanh thôi, Pro OK, mình bắn được 1.000 thiệt hại, soi được 1.473. Đấy, chưa kết thúc trận đấu anh em nhé. Đây là một con số rất là tốt ở cấp 4 gặp cấp 6 nhé. Nhiều cấp 4 gặp cấp 6 không bắn được số thiệt hại như này đâu, mình nói thật với anh em luôn. Một phát đạn cẩu qua đầu chiếc Su-76, bởi vì tâm ngắm khá là to mà anh em. Một phát đạn vào chiếc Hellcat, ok luôn. Mình đã tiêu diệt chiếc Hellcat. Rồi, và như anh em thấy thì chiếc M4, đây là cội của mình. Rồi, một pha slap shot hơi tệ đến từ phía mình, lẽ ra mình phải ngắm chuẩn hơn. Ok, 140, nảy đam hơi kém. Ok, như anh em thấy thì trong trận đấu này cũng khá là mình vẫn còn sống và mình vẫn còn nguyên số máu của mình là 630, bắn được 1.004 thiệt hại và soi được 1K6. Thực sự thì anh em thấy rằng thân hình của chiếc T28 này nó không khác biệt với chiếc T28 trong sơ đồ công nghệ đâu, nhưng chúng ta được trang bị khẩu pháo F30, một khẩu pháo mà thuộc về đám cấp 5, chủ yếu là đám cấp 5, cấp 6 mới có khẩu pháo này, nhưng lại được nắp ở trên chiếc xe cấp 4. Quay trở lại quá khứ thì chiếc xe này lần đầu tiên xuất hiện của nó là ở trong loot box, thì phải loot box Noel 2018 2019 thì đấy mình không nhớ, nhưng thực sự là nó không hề mở bán lại quá là nhiều đến nỗi mà mình không hề nhớ là nó đã từng mở bán. Đấy, nó chỉ trong loot box thôi, còn nếu mà nó mở bán thì chắc chắn nó cũng sẽ mở bán đấy, nhưng mà nó chỉ là dưới dạng là collect gem thôi. Đấy, nếu anh em tự hỏi rằng vì sao mình lại vác chiếc xe này ra bắn thì cái này cũng khá là khó có thể hiểu được, bởi vì mình đôi khi mình có một vài cái quãng thời gian mình khá là trầm cảm trong cuộc sống sau khi mà gọi là gì nhỉ, áp lực bên ngoài rồi thế này thế nọ, đôi khi mình cũng cần xả stress, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm đến những chiếc xe cấp thấp để xả stress. Vì sao? Bởi vì khi chúng ta bắn cấp thấp ấy, nó không hề gây áp lực quá là nhiều, thua thì chúng ta cũng không mất quá nhiều bạc, mà thắng thì chúng ta cũng vui vẻ. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, chúng ta có thể xuống cấp 3, cấp 2 để có thể là giải trí trên những chiếc xe mà thuộc dạng là như thế này, hoặc là anh em có những chiếc xe gọi là broken như thế này. Đấy, thì thực sự chiếc xe này không phải là quá là broken đâu, nhưng mà cái khẩu pháo trên chiếc xe này gắn trên chiếc xe này thì broken ở cấp 4 của nó đấy, mình nói thật luôn. Rất là ít khẩu pháo mà nó có khả năng mà sát thương lớn như thế này, sát thương lớn ở cấp 4 như thế này. Đấy, mình không nói những cái khẩu pháo như mấy con Hetzer hay là mấy khẩu pháo 10,5cm của con T6 nhá, mình đang nói khẩu pháo bắn AB thôi. Đấy, thì thực sự luôn là chiếc T28 F30 này nó cho mình cảm giác là xuống bán hành cho những chiếc xe cấp thấp khá là tốt.
Rồi, nhưng em thấy thì hai phát đạn thường của mình không thể xuyên được chiếc T-34-85M. Rồi, và chiếc Valentine, mình đã nhìn thấy chiếc Valentine. Rồi, trúng luôn, 168 máu. Bây giờ mình sẽ sửa bám thêm một viên đạn nữa. Rồi, không trúng rồi anh em ạ. Rồi, quay trở lại cái vấn đề là bắn cấp thấp. Thực sự là chúng ta bắn cấp thấp nó không hề là một cái chuyện lớn đâu. Nhưng mà nhiều anh em nói rằng là những người mà chơi tốt ấy, tốt nhất là không lên xuống bắn cấp thấp. Bởi vì sẽ làm cho mất cân bằng những người chơi mới. Nhưng mà nếu chúng ta giải trí thì thoải mái thôi, chả ai cấm cả. Bởi vì trong game World of Tanks chúng ta là không có giới hạn, mà anh em thích chơi, thích làm thì làm. Nói chung là trong tầm kiểm soát đấy. Thì đây là một trong những chiếc xe mà mình chọn để có thể xuống gọi là giấm Âu đấy. Cùng với đó là một chiếc xe nữa là chiếc hai nòng. Chiếc hai nòng băng đạn không phải đúng rồi, băng đạn của Mỹ đấy, cái con MS gì đấy mà có hai nòng đầu tiên trong game ấy. Đấy, chứ không phải là mấy bọn hai nòng của Liên Xô đâu, mà cái con hai nòng bắn súng máy ấy. Đấy, con đấy mình hay bỏ ra để đi xuống chơi lắm. Rồi thì thêm một vài chiếc xe khác. Đấy. Video này cũng không quá là gì đâu, không quá là căng thẳng đâu, mình cũng sẽ vui tươi với video này thôi. Bởi vì video này cũng một mặt là cũng chúc mừng 6.000 lượt đăng ký và thông báo cho anh em về việc là mình sẽ mở một nội dung mới, đó chính là hỏi và đáp thôi. Đấy. Được rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng đi đến một vị trí mới để có thể là bắn được kẻ địch. Bởi vì trong phòng này mình vẫn là cấp 4 gặp cấp 5 anh em ạ. À gặp cấp 6 anh em ạ. Hai trận liên tục. Đây nhá, mình nói thật với anh em luôn này, hai trận liên tục mình cầm cấp 4 gặp cấp 6 ở server Asia. Rồi, như anh em thấy thì mình đã chặt xích chiếc Valentine và mình đã bị lộ sai, chứng tỏ là có ai đó đang ở trước mặt mình và anh ta có thể là nhìn thấy mình. Rồi, Su-76, anh ta vừa bắn mình một viên rồi. Đấy, ngay cả chiếc Su-76M, anh ta là chiếc xe cấp 4 đúng không? Anh ta cũng không thể nào mà có cái số thiệt hại lớn như chiếc xe T28 này thể hiện, T28F30 thể hiện. Rồi, bây giờ mình sẽ làm đồ cây này để có thể xem là có ai đi qua được không. Và mình sẽ tận dụng cái bụi cây này để bắn những kẻ địch mà lộ. Đấy. Rồi, như em thấy thì chiếc Wolverine đã mình soi thấy. Rồi, thêm một viên đạn cẩu vào chiếc Wolverine, 145 máu và anh ta bay màu luôn. Như mình đã nói ở video chiếc M4 Sherman, M4A1 Sherman là tầm nhìn ở cấp thấp rất quan trọng. Và chiếc xe này mình có mang kính anh em nhé. Mình mang kính cho nên là cái tầm nhìn của mình mới gần chạm vòng như thế này. Gần chạm vòng đấy. Chứ tăng Liên Xô chắc chắn rằng là cấp thấp rất là khó những chiếc xe mà chạm vòng như thế này. Đấy, điều đó đồng nghĩa việc là mình hoàn toàn có thể là giúp đồng đội mình ở cái khoản là đấy, soi thấy kìa. Đấy, mình đã soi thấy chiếc Su-76 nữa kìa. Khá là tốt anh em ạ. Rồi, một phát đạn ngắm rất là tốt của mình bắn trúng chiếc Su-76. Và chiếc Su-76 đã bị mình soi thấy và anh ta bay màu luôn. Anh em thấy không? Tầm nhìn rất là tốt cho chiếc xe, những chiếc xe ở cấp thấp từ cấp 5 đổ xuống nhá, cấp 6, cấp 5 đổ xuống ấy. Chúng ta lên có, nếu mà anh em cải hiệu suất nhá, thì nên mang kính hoặc là làm sao đó để cải thiện cái tầm nhìn của chúng ta, để chúng ta có thể tự soi, tự bắn. Điều này cũng áp dụng trên những chiếc xe cấp cao từ cấp 7 đổ lên, cấp 7, 8, 9, 10 cũng tầm nhìn cũng rất là quan trọng. Nhưng có vấn đề là như thế này này, những cái phòng cấp cao từ cấp 8 đổ lên ấy, chúng ta đã có tăng hạng nhẹ tầm nhìn tốt rồi, và những chiếc xe tăng hạng trung khác cũng có tầm nhìn tốt rồi. Vì vậy chúng ta cũng không cần thiết phải làm những cái gọi là gì nhỉ, làm những việc phải đi trinh sát đấy, trừ khi mà đồng đội chúng ta, những người mà nhiệm vụ trinh sát bay màu hết thì chúng ta có thể là làm nhiệm vụ thế họ, nếu mà chúng ta mang kính thôi. Được rồi, như anh em thấy thì trong trận đấu này bên mình đang gặp bất lợi khá là lớn khi mà bên địch đang chiếm căn cứ anh em nhé. Bên địch đang chiếm căn cứ một người và bên họ vẫn còn một chiếc xe cấp 6 nữa là T-52, chiếc xe cấp 5 thì là còn M4A1. Nói chung là trận đấu này khá là cân bằng đấy. Nhưng mà bên mình vẫn đang thiệt một người nhá, đang thiệt một người bởi vì bên mình có hai cấp 4 và bên họ chỉ có một cấp 4 thôi. Được rồi, nhưng em thấy thì mình đã phải chuyển sang đạn vàng rồi để đề phòng là chiếc M4A1, bởi vì mình không muốn bắn trượt một viên đạn nào với chiếc M4A1 cả. Trận đấu này thì cũng rất là chưa ngã ngũ về bên nào đâu, khi mà chiếc pháo Lefer, mình định đọc là Lefer O đấy, nhưng mà thôi đọc là Lefer cho nó đỡ bị hạn chế video. Đã tiêu diệt chiếc Leopard bên mình rồi, nhưng may sao là chiếc ETRV 57 bên mình đã tiêu diệt chiếc Le. Và M4A1, anh ta ở trước mặt mình. Một phát đạn 137, lấy đam rất là kém. May sao cho mình là anh ta sử dụng nòng bình thường, nòng 76mm. Rồi, thêm một viên đạn nữa 150.
Đó, anh ta đã nhanh chóng rút rồi. Có vẻ như anh ta nhận ra rằng là mình đã sử dụng khẩu pháo này, cho nên là anh ta không muốn giao tranh. Nếu mà anh ta nhô ra bây giờ, có thể anh ta sẽ bay màu luôn. Mình cũng không ngại solo với lại chiếc B4 đâu. Và tên 52 anh ta đằng sau, một pha khóa mục tiêu slap shot của mình. Bây giờ mình đang cố gắng tiêu diệt chiếc tên 52. Yeah, một pha ngắm căn trước của mình. Và như anh em thấy rằng mình đã tiêu diệt chiếc T-52 bằng 2 viên đạn khá là nhanh. Rồi, bây giờ sẽ là cơ hội của mình để có thể vào bắn chiếc Marder anh em ạ. Rồi, chiếc M4 đang ở bên kia. Chiếc Marder, anh ta không hiểu sao mình chưa thấy anh ta di chuyển anh em ạ. Rồi, mình đã loát xong đạn nổ. Và chiếc Marder, anh ta lật xe. Một phát đạn nổ 285 máu. Bay màu luôn chiếc Marder 38 tấn. Và bây giờ bên mình đã có lợi thế rồi, chiếc M4A1 cũng đã bay màu. Anh em có thể thấy rằng nhá, nếu chúng ta vào phòng cấp cầm chiếc xe này và phòng cấp 3 thì có rất là nhiều chiếc xe giáp yếu và hở cabin, thì đạn nổ chúng ta xuyên 43mm này hoàn toàn vẫn có thể đục được rất là nhiều kẻ địch mà có cái số giáp dưới 43. Đấy, thì nếu mà xuyên thì chúng ta sẽ được một phát sát thương rất là cao, 280 kìa. Thì chúng ta chỉ cần 2 viên đạn nổ xuyên giáp vào những chiếc xe cấp 3 đổ xuống thôi, bay màu rồi. Đấy, thì chiếc T28E F30 này là một chiếc xe giải trí rất là tốt của mình. Thi thoảng mình vẫn hay cầm xuống. Và có một lần nhé, mình nói thật với anh em, có một lần mình hồi xưa mình rất là ít vàng, mình rất là, nói chung là nghèo ấy, gọi là nghèo, không có tiền nạp vào game. Và mình đã phải đi kiếm vàng ở tour anh em ạ. Ở trận đấu này mình đã chiến thắng rồi, chiếc Leopard đã bay màu. Mình đã phải đi kiếm hình như là thời đấy là 2018 thì phải, 18-19 ấy, mình phải đi kiếm vàng ở tour. Và mình có đăng ký một cái tour cấp 4 anh em ạ. Một cái tour cấp 4 thắng thì được 500 vàng thì phải, hình như mình như thế. Và mình đã sử dụng khẩu pháo này, sử dụng chiếc xe này để lọt vào vòng chung kết và đã chiến thắng được 500 vàng, giải nhất ấy. Đấy, top nhất, top 1 ấy. Đấy, chiếc xe này mình đã đối đầu với lại nhiều chiếc xe khác cấp 4 như là thì nhỏ Lắc này, rồi thì Hedger này, rồi thì chiếc xe nào của Mỹ ấy. Hồi đấy chiếc xe cấp Mỹ là M3 ly các kiểu ấy, nhưng mà tất cả đều bại dưới tay của chiếc T28F30 này, bởi vì nó sở hữu một khẩu pháo rất là tốt anh em ạ. Đấy, cho nên là mình rất giới thiệu với anh em video này không phải là bảo anh em mua hay là anh em chơi chiếc xe này đâu, mà là chỉ là một video just for fun thôi, gọi là vui vẻ thôi trên chiếc xe T28F30 này. Thành tích cả hai trận đấu thì đều được mờ thôi. Chiếc xe này vào phòng cấp 6 mà bắn được gần 2.000 thiệt hại hoặc là hỗ trợ nhiều ấy thì cũng sẽ được mờ thôi anh em ạ. Đấy, đều được mờ cả. Costa cũng vậy này. Đấy, đều được mờ cả anh em ạ. Rồi, quay trở lại với chiếc T28E F30 này. Đấy, nếu anh em không tin thì có thể vào kiểm tra. Chiếc xe này sở hữu cho mình khẩu pháo 85 cỡ nòng 85mm cấp 6 anh em nhé. Cấp 6 được lắp trên chiếc xe cấp 4 thì thực sự đây là một chiếc xe rất là đáng để gì đấy. Đây này, 5,49 giây cho một viên. Nếu chúng ta mắc đồ các kiểu hoàn toàn có thể xuống dưới được 5 giây nhá. 5 giây cho một viên 160 sát thương cấp 4. Và anh em chỉ cần khoảng 2-3 viên đạn là có thể bắn bay màu một chiếc xe cấp 3 rồi. Đấy, kiểu như vậy anh em ạ. Đấy, ngoài ra thì mình có rất là nhiều những chiếc xe cấp thấp khác khá là thú vị. Đấy, nếu mà anh em thích thì mình có thể làm, nếu anh em mà muốn. Đấy, như là đây, thi thoảng mình cũng hay dấm Âu bằng con xe này. Đâu rồi, đây, con xe hai nòng đầu tiên của World of Tank nhé anh em. Thực ra là hai nòng ở đây là hai nòng pháo súng máy thôi, chứ không phải là hai nòng súng máy thôi, chứ không phải là hai nòng pháo đấy. Hồi xưa con này bắn tạch 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 nghe hay lắm đấy. Thì bây giờ World mình cũng đã cho chúng ta một cái, hồi xưa ấy, cách đây mấy năm là cho chúng ta một cái nhiệm vụ để lấy chiếc xe này về đấy. Hoặc là mình có một vài con xe khác như con VTSV này, một con bắt cận này, chúng ta gọi là con bắt cận, hoặc là chiếc FCM này, con chiếc xe mà có tầm nhìn cơ bản ở cấp 3 400m anh em ạ. Wow, thật là thú vị. Thực sự mình không hiểu Quê Minh tại sao lại tạo ra một con xe này. Đấy, nói chung là mình còn vài một con vài con xe khác nữa. Đấy, được rồi. Anh em nghĩ sao về chiếc T28E F30 này? Nó có thực sự là broken không? Có thực sự là overpower không? Nó có thực sự là áp đảo những chiếc xe khác không? Và Quê Minh có sai lầm khi mà đặt khẩu pháo cấp 6 trên một chiếc xe cấp 4 không? Thì đừng quên bình luận phía dưới nhé. À, anh em đừng quên để lại những câu hỏi nhé. Những câu hỏi mình để mình có thể làm một video. Đấy, anh em cũng sẽ được lên sóng nhé. Mình sẽ để luôn cái câu hỏi đấy và những người hỏi nhé. Những avatar rồi tên nhé anh em. Nhưng mà lưu ý cho mình rằng là những câu hỏi mà nó mang tính chất là không liên quan này, hoặc là spam này, hoặc là thiếu văn minh này, mình sẽ ban ngay nhá.
Thứ nhất là mình sẽ xóa, nếu mà vi phạm quá đáng thì chúng ta mình sẽ ban và đá ra khỏi kênh. Ok, được rồi, cảm ơn anh em đã hiểu. Và nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và có những phút giây giải trí trên những chiếc xe thú vị nếu anh em có nhá. Bye bye.